Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi đánh lươn về thì tôi bán luôn, thì tôi thấy con lươn này to đẹp quá. Thì tôi mang về tôi quay cho các bạn xem. Lươn rất to. Con nó phải vài lạng các bạn. Bạn nhìn cái đầu này. Con lấy mẹ vào khoảng 10 lạng. Mấy giải lạng thế thế nào đâu? Dạ. Ui, thế. Hay thử là cái cần cần nhỉ? Ừ. Con kia lại không rắc được. Rất to các bạn. Ui dồi, ui đá. Ui sợ quá. Thu lại, ui dồi. Nó phải 4 lạng. Rất to các bạn. Để tôi mang về tôi để cho nó đẹp. Đó thì tôi mua ít lưới này về, tí nữa hoặc lao rảnh tôi đàn nợ ếch tư vấn cho các bạn. Các bạn mà thấy hay thì ủng hộ tôi nhé, để tôi làm nhiều video tiếp các bạn xem. Chào các bạn nhé.